Anh Khoa, thương chào quý khán thính giả đang đến với chương trình Lớp Sài Gòn. Với tất cả tình cảm và những khoảng thời gian mà mình có được để tìm hiểu và góp nhặt những câu chuyện thật dễ thương về Sài Gòn, ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu cùng toàn thể quý vị một chủ đề rất dễ thương của Sài Gòn. Sài Gòn, chuyện trong hẻm, cùng với phần dẫn đọc của chính anh Khoa, cùng với khách mời đặc biệt, một giọng rất riêng của Sài Gòn, nghệ sĩ Tú Trinh. Nhà anh ở cuối hẻm, anh chạy xe ôm. Xe của anh thường đậu ở đầu hẻm. Hẻm nhỏ nên mấy chục nhà đều biết anh. Việc gì, đi đâu, người ta nhất loạt bật ra câu: "Biểu ông Tám chở." Khuya sớm nắng mưa gì, hễ người trong hẻm kêu là anh chạy xe vô tận nhà chở. Tiền bạc đôi khi ăn áng, dư thiếu gì anh cũng vui. Vợ anh chẳng may mất sớm, để lại thằng con cho anh. Nhờ trời thằng nhỏ khỏe mạnh và dễ thương. Năm đầu khi vợ mất thì mẹ anh giúp nuôi thằng nhỏ, rồi bà già cũng theo ông đi mất. Thằng nhỏ được cả con hẻm nuôi, nó ăn cơm nhà này, ngủ nhà khác là chuyện thường. Anh thường đưa con đi học, tiện chở luôn con bé Út nhà chị Tư thợ may. Chiều cũng đón hai đứa về. Bữa nào anh kẹt khách về trễ, con Út nó kêu xe khác tự dẫn em về, rồi má nó trả tiền. Nhiều người thấy anh hiền lành chăm chỉ nên mai mối cho anh đặng đi bước nữa. Anh lắc đầu cười, nói anh sợ con anh chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng. Mà thằng nhỏ có thiếu thốn gì, cả con hẻm như cái nhà lớn của nó, ai đi đâu về cũng có quà cho nó, đến con kiến còn không cắn được nó nữa là. Bữa nọ có ông kêu anh chở đi Long An. Anh biết chỗ đó vì nó ngang nhà vợ anh. Anh xin ghé lại mua ít bánh trái vô thăm nhà vợ. Dù thỉnh thoảng anh vẫn chở con về đó chơi hoài. Ông khách nọ nhân đường xa ngồi hóng chuyện của anh, thấy cảm kích lắm. Lúc quay về xin ghé nhà anh ăn bữa cơm. Nhà gà trống nuôi con đâu có gì ăn. Anh chở ông khách về rồi nhờ trong hẻm ai có gì bưng qua thứ đó. Nồi cá kho của nhà hai mến, tô canh dư bên bãi gà, cơm trắng lấy bên tư thợ may, rượu nhà còn. Mấy tháng sau, ông khách đi xe ôm hôm đó chết. Trong di chúc của ông có để lại cho anh 10 cây vàng. Lúc anh con trai ông khách nọ điện thoại cho anh cứ tưởng thằng nào nói chơi chọc anh. Bữa hai vợ chồng anh con trai ông khách đi xe hơi tới trao cho anh 10 cây vàng, cả hẻm ra coi, vui quá trời. Anh kể câu chuyện này thực thà. Anh nói 10 cây vàng xài hết có một cây đãi bà con lối xóm, với mua cho thằng nhỏ cái xe đạp chạy xà quần trong hẻm. Còn 9 cây anh bán gửi ngân hàng lấy lãi, mà hổng rày lãi xuống quá không biết làm sao. Em nhỏ đến bán bánh mì đầu hẻm lâu rồi mà có ai biết tên gì. Kêu con nhỏ bánh mì, rồi kêu con gái riết thành tên. Nó cũng tự nhận mình tên gái luôn. Nó bán bánh mì cũng ngon, bánh mì xíu mại làm thanh mảnh vừa miệng. Xe bánh mì của nó nhỏ xíu, có bánh xe đẩy. Trời chưa tỏ mặt người đã thấy nó đẩy tới. Tới xế trưa thì đẩy về. Nghe đâu nó ở trọ với mấy đứa em ở trong khu sinh viên. Nghe đâu nó dân miền Tây. Nghe đâu buổi chiều tối nó đi học thêm. Nghe đâu nó bán bánh mì nuôi 2-3 đứa em ăn học đại học. Những tin đồn dễ thương giúp xe bánh mì của em đắt khách. Chủ yếu cư dân trong hẻm lúc nào cũng thấy em tươi cười. Trong hẻm có một nhà nọ khá giàu, nhà đất rộng cả ngàn thước vuông, xe mẹt láng cóng. Hai vợ chồng chủ nhà kinh doanh ngành thép. Hai vợ chồng chủ nhà tuy giàu nhưng đối đãi với chòm xóm rất được, lúc nào cũng giúp đỡ người khác, ai cũng thương. Hai vợ chồng đã già mà có một thằng con trai một, nên nó thuộc loại công tử, ăn chơi khét tiếng, phá gia trì tử. Hai vợ chồng già rầu lắm. Bà vợ mỗi bữa đi bộ với mấy bà ra công viên tập thể dục đều nói: "Con nào mà sửa được thằng Thành á hả, tôi để hết gia tài cho nó, vợ chồng tôi chết mới nhắm mắt." Rồi bỗng nhiên một hôm thằng công tử nhà nọ tự nhiên đổi tánh dần, bắt đầu bỏ ăn chơi, chịu học, chịu làm, bắt đầu theo cha mẹ coi sóc cái dựa thép khổng lồ, mua bán. Người ta còn thấy nó theo mẹ ra công viên tập thể dục mỗi sáng.
Khỏi nói hai vợ chồng già chủ dựa thép vui thế nào, bà con trong hẻm cũng vui lây. Nhưng cái đám cưới của thằng Thành với con gái là vui nhất. Cả hẻm đều được mời, đãi mấy chục bàn từ trong sân tràn ra ngoài hẻm, ca hát bia bọt đến tận khuya. Nhiều người nói bữa nay vui, vui mà cũng uổng. Uổng là từ mơi, không có bánh mì con gái mà ăn. Cô dâu vẫn tươi cười, nói cô bác nào ăn con làm đem qua cho. Thiệt con nhỏ dễ thương gì đâu. Chiều hôm nọ tôi có việc qua quận tư, đi gặp một người trong một con hẻm nhỏ xíu, bề ngang chừng một thước và chạy ngoằn ngoèo ngang chợ xóm chiếu. Tôi đậu xe ngoài đường và lững thững đi vào trong hẻm. Tôi dừng lại hỏi thăm một toán thợ hồ đang làm móng một căn nhà chừng 20 thước vuông. Có mấy vị hàng xóm rảnh rỗi sang góp chuyện. Nhóm thợ đang làm sắt giữa hẻm, đất cát gần như choáng hết lối đi mà không thấy ai than phiền gì. Tôi rút điếu thuốc ra chưa kịp mồi thì đã có một anh bật quẹt lửa cháy đưa sẵn. Tôi gật đầu cảm ơn rồi hỏng chuyện tiếp, chuyện những vất vả của nghề thợ hồ. Anh kia ra điều hiểu chuyện nói, làm gì mà không khổ, chủ yếu mình thấy vui được rồi. Anh ở trần, sau lưng xăm con đại bàng rất lớn. Anh nói với toán thợ, chiều nay qua nhà tao ăn cơm, bữa nay cúng cơm ông già tao, tụi bay xin cai nghỉ sớm đi, tụi qua uống chén rượu ha. Đám thợ cười hớn dạ rân. Tôi đã từng lang thang qua những con hẻm ở quận 4, quận 8, ở khu Hòa Hưng, Bùi Thị Xuân. Nơi ta đừng sống trong những khu nhà cất trên bờ kênh Nhu Lộc mà người ta gọi là xóm nước đen. Ở những khu đó, có nhiều người Sài Gòn hơn những khu dân cư hiện đại hay những chung cư 5 sao, dù họ không hẳn tất cả đều nói giọng Sài Gòn. Hôm qua tôi đi qua một con hẻm nhỏ xíu và ngoằn ngoèo ngang chợ xóm chiếu, nơi được mệnh danh là thủ phủ giang hồ đao kiếm của Sài Thành. Nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác thân thuộc, ấm cúng khi đi vào trong con hẻm đó. Có lẽ bởi vì cái mùi người, cái mùi Sài Gòn trong những con hẻm đó luôn làm tôi hạnh phúc. Thiệt! Sài Gòn luôn là những cảm xúc khác nhau cùng muôn hình dạng trạng những chủ đề. Và cùng với những tất bật của Sài Gòn, những con người thật nhỏ bé đang sinh sống ở Sài Gòn này đã kịp ghi lại bởi những cảm xúc thật đẹp về Sài Gòn. Và cũng xin được cảm ơn anh Đàm Hà Phú với một quyển sách nhỏ thôi nhưng rất hay về những câu chuyện về Sài Gòn. Và anh Khoa xin được trích một câu chuyện thật ngắn từ quyển sách của anh. Và một lần nữa cũng xin được cảm ơn phần dẫn đọc cùng với nghệ sĩ Tú Trinh. Cảm ơn những tình cảm của quý khán thính giả và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.